Đây đây là hàng gửi bảo hành. Đây cháu kiểm tra. Linh ơi, em có cái bưu phẩm 188.000 đấy. Em có nhà không? Giờ chị bạn là Thu bên Viettel đã nhận giúp họ để chuyển đi. Ok cháu nha. Em nó đây số điện. Chú trả tiền cướp à? Ừ, chú trả tiền. Đây chú gửi luôn. Ừ.